Không bao giờ biết quả này quả gì luôn. Còn nữa. Nhìn cái bao bì cực kỳ đẹp mắt, nhìn đóng gói này, siêu cẩn thận. Quả này đắt vô cùng nha. Người bên ngoài không có mùi gì luôn ạ. Mọi người đang nghĩ đây là quả trứng gà đúng không? Hay nhiều nơi gọi là quả lòng đỏ ấy. Nhưng mà không phải. Bóc giá luôn. Quả này 215.000 một cân. Ủa, sao mùi nó xanh thế nhỉ? Hay là chưa chín ta? Ê, nhựa thế. Có vẻ là nó chưa được chín lắm. Đây là quả vú sữa hoàng kim. Mình thì không biết quả này cho đến khi hôm nay mình lên mạng và thấy được nó. Mua liền, khá là đắt ấy. Cảm giác quả này bên trong nó có rất là nhiều sữa. Ủa, mềm lắm. Mọi người có thể sờ cái phần vỏ bên ngoài nó khá là cứng nha. Cái phần bên trong nó mềm lắm. Mình tưởng nó xanh nhưng mà nó không hề xanh một tí nào ạ. Cảm giác cái phần nhân bên trong nó vỡ ra như là thạch ấy, chứ nó không có cái độ dai. Nó không có vị của quả vú sữa truyền thống. Nói điều này thì hơi ghê nhưng mà nó mềm và nó nhũn như kiểu là mỡ lợn ấy. Nhưng nó không ngấy như thế. Không có cảm giác quá ngọt, nó ngọt rất thanh, ngọt rất nhẹ. Cảm giác như bỏ mồm phát nó tan luôn trong mồm. Không còn nhai luôn. Hạt của quả này thì siêu to khổng lồ. Không như kiểu hạt của quả vú sữa. Hạt của quả vú sữa thì nó kiểu mỏng lép. Hạt của quả này thì kiểu như là nó tròn và hình bầu dục, chứ nó không dẹp dẹp. Nhưng mà hình dạng của nó khá là giống hạt của quả hồng xiêm. Một điều cuối cùng về quả này, đấy là vị của nó rất giống vị của quả xoài. Cảm giác như mọi người đang ăn một quả xoài ngọt. Nhưng mà nó ngọt rất thanh, ngọt rất mát và mềm. Tóm lại thì nó giống tầm 50% quả xoài, còn 50% cũng không giống quả vú sữa. Hình dạng nó giống thôi, vị thì không giống tí nào cả.